Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn mà hay nhất có trong bản tin ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nam Phi trao đổi với Trung Quốc về sáng kiến hòa bình Urena. Tổng thống Nam Phi đã trao đổi và nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Trung Quốc với sáng kiến hòa bình của châu Phi cho xung đột Urena. Văn phòng Tổng thống Nam Phi ngày 10 tháng 6 cho biết, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã thông báo cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chuyến công tác sắp tới của nhóm các lãnh đạo châu Phi đến Nga và Urena nhằm chấm dứt xung đột. Chủ tịch Tập tán thành sáng kiến của châu Phi và hiểu rằng cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cùng an ninh lương thực tại lục địa. Theo văn phòng Tổng thống Nam Phi, truyền thông Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập và Tổng thống Ramaphosa đã điện đàm hôm 9 tháng 6. Hai bên đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tập hoan nghênh châu Phi lập phái đoàn hòa giải xung đột và tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông Ramaphosa tháng 5 cho biết châu Phi lập phái đoàn hòa bình gồm tổng thống 6 nước Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda, Ai Cập và Nam Phi. Tổng thống Comoros, quốc gia đang giữ ghế chủ tịch Liên minh châu Phi AU, sau đó thông báo tham gia phái đoàn. Theo ông Ramaphosa, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều đã nhất trí tiếp phái đoàn châu Phi. Phái đoàn dự định bắt đầu sứ mệnh hòa giải xung đột Nga-Ukraine vào giữa tháng 6. Trung Quốc trước đó đã cử đặc phái viên đến Ukraine, Nga cùng một số nước châu Âu để thúc đẩy giải pháp chính trị cho chiến sự, nhưng dường như không tạo ra đột phá nào về mặt ngoại giao. Tại cuộc họp báo đầu tháng 6, phái viên Trung Quốc nói nguy cơ khủng hoảng Ukraine leo thang vẫn ở mức cao, nhưng tin các bên liên quan chưa đóng hoàn toàn cánh cửa đàm phán. Trung Quốc hồi tháng 2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có kêu gọi giảm leo thang và lệnh ngừng bắn. Mỹ bác bỏ đề xuất này vì Trung Quốc từ chối lên án Nga và cho rằng lệnh ngừng bắn đồng nghĩa giúp quân đội Nga thêm thời gian tái bố trí lực lượng. Tin tiếp theo, Pháp cảnh báo hậu quả nếu Iran chuyển UAV cho Nga. Tổng thống Pháp Macron cảnh báo người đồng cấp Iran Raisi về những hậu quả nếu nước này chuyển UAV cho Nga sử dụng trong xung đột Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi ngày 10 tháng 6 đã nhấn mạnh các hậu quả an ninh và nhân đạo nghiêm trọng của việc Tehran chuyển UAV cho Moscow. Điện Elysi cho biết, Pháp kêu gọi Iran lập tức dừng cung cấp sự hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo Điện Elysi, ông Macron còn bày tỏ lo ngại về hướng đi của chương trình hạt nhân Iran. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn lời phó chánh văn phòng tổng thống Mohammad Jamshidi cho biết hai lãnh đạo đã điện đàm 90 phút. Hai bên thảo luận cách thúc đẩy quan hệ, đặc biệt về các cuộc đàm phán đang diễn ra và những diễn biến ở khu vực. Ông Jamshidi thông báo, cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày 9 tháng 6 nhận định Nga dường như tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran và đã nhận hàng trăm UAV để tiến hành các cuộc tập kích Ukraine. Washington còn lo ngại Moscow hợp tác với Tehran để sản xuất UAV Iran ngay tại Nga. Giới chức Nga, Iran chưa bình luận về thông tin. Nga từ tháng 10 năm 2022 tăng cường dùng UAV Zeran-2 tập kích Ukraine. Zeran-2 được đánh giá có kích thước và hình dáng giống mẫu Shahed-136 của Iran, khiến phương Tây nhiều lần cáo buộc Moscow sử dụng UAV tự sát của Tehran trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Iran khẳng định chỉ cung cấp UAV cho Nga trước khi chiến sự nổ ra. Nga cũng tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa tập kích Ukraine. Mỹ đã trừng phạt các giám đốc điều hành một nhà máy sản xuất quốc phòng Iran vì cáo buộc cung cấp UAV cho Nga. Anh, Pháp, Đức, Mỹ và Ukraine cho rằng việc Iran cung cấp UAV cho Nga vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2015 về tôn trọng thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo nghị quyết, lệnh cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran được áp dụng cho đến tháng 10 năm 2020. Tiếp theo, ông Trump nói vụ truy tố tài liệu mật là trò hề công lý. Cựu Tổng thống Trump nói việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông tài liệu mật là trò hề, cáo buộc ông Biden vũ khí hóa cơ quan này. Cáo trạng lố bịch,
vô căn cứ nhằm vào tôi do Bộ Phi Tư Pháp đã bị vũ khí hóa của chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra sẽ trở thành sự lạm quyền tồi tệ nhất lịch sử Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện của Đảng Cộng Hòa ở bang Georgia ngày 10 tháng 6. Vụ truy tố xấu xa này là một trò hề công lý. Ông Trump phát biểu một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng dài 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở Tư Dinh. Nếu bị kết tội theo đạo luật tình báo Mỹ, cựu Tổng thống khó tránh nguy cơ lệnh án tù với mức tối đa là 20 năm. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng người kế nhiệm Biden, đảng Dân Chủ, đã dàn dựng các cáo buộc hình sự nhằm làm suy yếu đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2024, đánh lạc hướng các cuộc điều tra liên bang và quốc hội khỏi con trai công chủ Nhà Trắng. Trump mô tả chiến dịch tái tranh cử là một phần trong cuộc đấu tranh vĩ đại nhằm đánh bại những thế lực xấu xa mà ông nói là mối đe dọa với Mỹ lớn hơn từ các đối thủ bên ngoài. Trả lời Politico cùng ngày, ông tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử ngay cả khi bị kết tội. Trump dự kiến trình diện tòa án ở Miami, bang Florida ngày 13 tháng 6, một ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của ông. Bộ Tư pháp Mỹ trước đó khẳng định mọi quyết định điều tra của họ đều không liên quan đến chính trị đảng phái. Tổng thống Biden cũng từng nói không tham gia vào cuộc điều tra ông Trump. Hồi tháng 8 năm 2022, các điều tra viên thu được khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở bang Big Florida, trong đó có cả tài liệu mật và tối mật. Đạo luật hồ sơ Tổng thống Mỹ yêu cầu các tài liệu của Tổng thống và Phó Tổng thống phải được chuyển giao cho Cục Lưu trữ Quốc gia, NARA, khi họ kết thúc nhiệm kỳ, để cơ quan này chịu trách nhiệm bảo quản và bảo vệ. Cựu Tổng thống Trump muốn các công tố viên điều tra Tổng thống Biden. Các luật sư của ông Biden phát hiện lô tài liệu mật đầu tiên hồi tháng 11 năm 2022 trong văn phòng tại thủ đô Washington, nơi ông sử dụng từ giữa năm 2017 với tư cách cựu phó tổng thống cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2020 và nhà để xe của gia đình ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Trump còn đang đối mặt với các cuộc điều tra về vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại đồi Capitol tháng hồi tháng 1 năm 2021 và nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia. Bất chấp các bê bối pháp lý, ông Trump vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Bản tin thứ tư, núi lửa Philippines phun trào khiến hàng nghìn người sơ tán. Núi lửa Mangyong thuộc tỉnh Albay, miền trung Philippines, phun tro bụi và tạo ra những cơn mưa đá nóng, khiến hàng nghìn người dân trong khu vực phải sơ tán. Các nhà nghiên cứu địa chấn cho biết họ đã ghi nhận ít nhất một trận động đất núi lửa trong 24 giờ qua và chứng kiến rất nhiều đá nóng đỏ rơi xuống từ núi Mayon. Hơn 12.800 người đã được sơ tán đến các trung tâm tạm trú, hầu hết đến từ các làng nông nghiệp gần ngọn núi. Có nguy cơ sức khỏe khi hít phải khí sulfur dioxide SO2 và các hạt vật chất tro bụi ở gần ngọn núi lửa. Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa hôm nay cho biết trong cuộc họp báo. Núi Mayon cách thủ đô Manila khoảng 330 km về phía đông nam, được coi là một trong những ngọn núi lửa không ổn định nhất trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động của Philippines. Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho hay đá nóng đang liên tục bị đẩy ra khỏi miệng núi, trút xuống những khu vực cách xa tới 2 km và lượng khí sulfur dioxide đã tăng gấp 3 lần vào ngày 10 tháng 6. Giới chức Philippines đã nâng cảnh báo từ mức 2 lên 3 trong thang báo động 5 cấp độ. Các chuyên gia lưu ý, nguy cơ nhiễm bệnh về đường hô hấp là rất lớn khi dân hít phải khói hay tro bụi núi lửa. Albay đang trong tình trạng thiên tai do hoạt động của núi lửa Mayon. Chúng tôi nhắc nhở mọi người dân tuân theo các khuyến nghị và hướng dẫn sơ tán từ chính quyền địa phương, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói. Động đất và núi lửa phun trào thường xuyên xảy ra ở Philippines do vị trí của nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảnh kiến tạo va chạm vào nhau. 5 năm trước, núi lửa Mayon cũng khiến hàng chục người phải sơ tán sau khi phun ra hàng triệu tấn tro, đá và dung nham. Bản tin thứ 5 trong ngày hôm nay là thường sẽ là bản tin cuối cùng trong series tin video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Cũng là bản tin hay nhất, thú vị và hấp dẫn nhất cho mọi người. Và bây giờ để biết được bản tin thứ 5 chi tiết là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Ukraine cáo buộc Nga phá đập Kakhovka để ngăn Kiev phản công. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga phá hủy đập Kakhovka tại tỉnh Kherson để ngăn lực lượng của Kiev phản công ở miền Nam.
Vụ nổ ở đập thủy điện Kakhovka dường như được thực hiện để ngăn lực lượng Ukraine mở đợt tấn công ở Kherson. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maria cho biết trên Telegram ngày 11 tháng 6. Theo bà Maria, vụ vỡ đập Kakhovka khiến nước trong hồ chứa thoát ra và gây lột hạn lưu sông Dnieper, tạo điều kiện để Nga triển khai lực lượng dự bị đến các khu vực Zaporizhia và Bakhmut. Trong khi đó, lực lượng Ukraine phải sử dụng một phần lực lượng và nguồn lực để ứng phó thảm họa, khiến Kiev không thể tiến công sang bờ đông Dnieper, nơi Nga đang kiểm soát. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Ukraine vài tháng qua nói rằng họ có kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn để chiếm lại các vùng Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông. Tuy nhiên, Ukraine chưa xác nhận họ đã bắt đầu chiến dịch chính. Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị vỡ ngày 8 tháng 6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông. Nga và Ukraine đều cho rằng đây là cuộc tấn công có chủ ý và quy trách nhiệm lẫn nhau. Hồ Kakhovka có sức chứa khoảng 18 tỷ mét khối, cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và kênh tàu Rimea. Đập Kakhovka được Liên Xô xây dựng từ năm 1950 đến năm 1956. Giới chức Ukraine cho biết vụ vỡ đập gây ngập lụt khoảng 60 km vuông ở Kherson. Cảnh báo thảm họa có thể khiến hàng trăm nghìn người mất nguồn nước uống, ít nhất 500.000 hecta đất biến thành hoang mạc vì không đủ nước tưới tiêu trong nhiều tháng tới. Vladimir Sando, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm ngày 10 tháng 6 cho biết mực nước ở Nova Kakhovka, thành phố lân cận đập Kakhovka ở hạ lưu, đã giảm 3 mét so với đỉnh hôm 6 tháng 6. Quá trình bơm nước khỏi đường phố và thu thập rác đã bắt đầu, ông Sando nói. Cuối ngày 10 tháng 6, ông cho biết dòng chảy trên sông Dnieper dự kiến bình thường trở lại từ ngày 16 tháng 6. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình nhé. Cả nhà hãy ủng hộ kênh bằng cách cho kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Tròn Ngọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, thì sẽ mong các bạn ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo nhé mọi người. Và bây giờ thì xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin kế tiếp. Bye bye!